với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Ngọc Trinh hào hứng khoe doanh thu một ngày 1.6 tỷ. Từ bao lâu nay Ngọc Trinh luôn chứng minh phụ nữ là phải đẹp và độc lập về tài chính. Mới đây người đẹp đã khoe doanh thu kiếm 1.6 tỷ trong một ngày. Nhắc đến Ngọc Trinh thì người ta thường nhớ đến biệt danh mỹ nhân có số vòng eo 56 nổi tiếng mà rất nhiều người đều ao ước có được. Bên cạnh đó, người đẹp được biết đến với hình ảnh một nữ hoàng nội y gợi cảm, mỹ nhân xài hàng hiệu. Nhưng ít ai biết rằng cô còn là người giỏi trong kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Xinh đẹp giàu có, người đẹp gốc Trà Vinh còn giỏi kinh doanh. Với doanh thu một ngày, số tiền khá lớn của cô lại khiến nhiều người càng ngưỡng mộ hơn. Mới đây, cộng đồng mạng choáng khi Ngọc Trinh khoe doanh thu một ngày hơn 1 tỷ 6. Ngọc Trinh khoe số tiền kinh doanh thu vào trong một ngày. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã khoe số tiền hơn 1 tỷ 6 của công ty đã thu vào trong một ngày. Được biết, cô là một nữ doanh nhân trẻ đa tài, cô chủ xinh đẹp, có tài kinh doanh và sở hữu nhãn mỹ phẩm riêng. Người đẹp gốc Trà Vinh được đánh giá là nữ đại gia có tài kinh doanh nhưng hết sức khiêm tốn. Trước đó vào năm 2014, ông bầu Khắc Tiệp đã từng tiết lộ thu nhập mỗi tháng của gà cưng rơi vào khoảng 1 tỷ đồng. Năm 2011, cô bắt đầu kinh doanh lĩnh vực spa làm đẹp cho giới phụ nữ. Đến năm 2013, Ngọc Trinh mở rộng thêm hoạt động bên shop thời trang. Doanh thu đem về khoảng 400-500 triệu mỗi tháng. Sau đó người đẹp bước thêm kinh doanh mỹ phẩm. Đến hiện tại mỗi ngày cô đã yêu thích công việc này, thu vào 1,6 tỷ. Ngoài công việc này, Ngọc Trinh còn miệt mài kiếm tiền không ít từ việc chụp hình quảng cáo, đi dự sự kiện. Chân dài từng gây choáng khi khoe tiền lương thưởng tháng của mình tại công ty. Trên Instagram story, người đẹp khoe khéo viết: "Sáng nay mát trời, những lương thưởng mà tôi cảm thấy xốn sang quá. Cả một tháng cày kéo trâu bò, thức đêm thức hôm. Hôm nay tôi nhận được thành quả thơm như thế này. Cảm ơn cả team vì một tháng 10 rực rỡ. Tháng 11 bay bổng hơn nữa nha. Về nhà ăn xôi thịt thôi mọi người ơi." Ngọc Trinh tiết lộ thu nhập khiến nhiều người choáng váng. Cuộc sống sang chảnh của Ngọc Trinh. Với mức thu nhập khủng như vậy, không có gì khó hiểu khi Ngọc Trinh sống một cuộc sống vô cùng thoải mái với nhà triệu đô, xế hộp tiền tỷ, đồ hàng hiệu hay những chuyến du lịch đắt đỏ trên khắp thế giới. Cách đây không lâu, người đẹp đã chuyển về căn biệt thự 50 tỷ có diện tích 639m², xây 4 tầng theo phong cách hiện đại. Không chỉ sở hữu phòng ngủ triệu đô với giường công chúa, hàng trăm món đồ hiệu đắt tiền, cô còn thêm phần sang chảnh với gian bếp và phòng khách rộng cả 100m². Phòng khách được trang trí không gian mở với phần nội thất sang trọng. Khu đựng đồ hiệu đắt tiền của Ngọc Trinh. Cô nàng khoe cả tủ giày hiệu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Những món hàng hiệu đính kim cương được Ngọc Trinh đã tậu. Chiếc đồng hồ màu hồng được cho là có phiên bản giới hạn trên thế giới với 200 chiếc có giá gần 1 tỷ 3. Toàn bộ đồ hiệu của Ngọc Trinh khiến nhiều người mong ước. Ở tuổi 30, Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả và người hâm mộ trầm trồ về khối tài sản khủng mà cô đang sở hữu. Nữ hoàng nội y thường xuyên cập nhật những món đồ hàng hiệu mới nhất để mang về nhà. Bên cạnh việc quản lý, nhiều cửa hàng kinh doanh, chân dài gốc Trà Vinh cũng khá bận rộn với công việc như chụp ảnh, đi sự kiện, quay vlog. Ngọc Trinh khoe doanh thu một ngày hơn 1,6 tỷ. Bạn có bất ngờ với con số này không?